Xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay thì còn khoảng chừng một tuần nữa là tới Noel rồi ha. Thì em mời cô chú và anh chị đi mall với em ha. Thì hiện tại bây giờ thời tiết ở Boston á nhìn thấy ghê lắm cô chú và anh chị. Nhìn coi nè, âm u á mà tối thui, nhìn thấy buồn lắm. Thì em dẫn cô chú và anh chị đi mall ha. Coi mình có mua sắm cái gì mình mua sắm nha cô chú và anh chị. Đi theo em nha. Bây giờ thì vô trong mall rồi nha cô chú và anh chị. Đây, và đây họ bây giờ họ decorate, họ trang trí Noel cũng đẹp lắm cô chú và anh chị. Đây, cô chú và anh chị đi theo em ha, để coi mall thử coi có đông không nha cô chú và anh chị. Đây nhìn cái mấy cái shop bán đồ nè. Hiện tại bây giờ là em đương ở Boston nha cô chú và anh chị. Đây, cô chú và anh chị nhìn thấy trang trí nhìn coi đẹp dễ sợ không? Mall này lớn lắm cô chú và anh chị, có 2 lầu nha. Cô chú và anh chị coi cái tiệm Apple kìa, quá chừng đông luôn. Đó, bà con đứng mua đồ đông ghê luôn á cô chú và anh chị. Coi bà con mình đi chợ đông vui nha cô chú và anh chị ha. Và ở đây nè cô chú và anh chị nhìn thấy trang trí đẹp quá trời luôn nè. Coi cái cây thông Noel đó cô chú và anh chị, đi múc lấy trên nóc nhà luôn nè. Cái chỗ này đó cô chú và anh chị, những người này nè, người ta đi vô đây để mà người ta chụp hình với lại ông già Noel đó cô chú và anh chị. Đẹp ghê luôn á anh à. Người ta đứng chờ để người ta chụp hình nè cùng với gia đình người ta. Có cái shop này nè cô chú và anh chị, bán đồ giá đồ cũng rẻ lắm mà đồ trong đó tương đối cũng đẹp lắm nha cô chú và anh chị. Em sẽ dẫn cô chú và anh chị đi vòng vòng. Bán đồ này đây cô chú và anh chị coi nè, trang trí ở trên đây cây thông Noel rồi đẹp ghê luôn á. Đẹp lắm á cô chú và anh chị thấy ha, nè quá chừng cao luôn, cao vào trên tuốt lên trên cái nóc luôn. Đây, rất là nhiều cây thông Noel luôn. Chỗ này là chụp hình chung với Santa nè cô chú và anh chị. Em sẽ dẫn cô chú và anh chị đi vòng vòng hết cái mall này luôn nha. Đó, chỗ này bán đồ chơi. Cái chân em, tại vì hôm bữa hổm em tập thể dục em đi trên máy đó cô chú và anh chị, em bị trẹo mắt cá nên bữa nay em đi hơi cà nhắc. Đây cô chú và anh chị nhìn nè, có mấy cái đồ chơi rất là dễ thương luôn. Đẹp lắm luôn á. Họ trang trí mấy cây Noel, mấy cái dây Noel rất là đẹp luôn.
bán đồ là để tắm nè, mấy cái này để ngâm dừa trong đây, trong tắm tắm đó cô chú anh chị, nhìn dễ thương ghê không? Đó toàn là để ngâm trong bồn tắm không đó cô chú anh chị. Còn cái đây coi kẹo nè, ôi toàn là kẹo chót rồi lẹ, không cô chú anh chị, những bán kẹo thật là to luôn. Đây cũng trang trí trên lầu. Đây là tiệm giày outdoor mà cô chú và anh chị, những đôi giày rất là dễ thương mà giá cũng mềm lắm cô chú và anh chị, giá không có cao lắm đâu. Đây có bán mấy cái đồ chơi đồ này nọ đây là cô chú và anh chị, nhìn thấy dễ thương lắm luôn á. Gian hàng đây là bán nón rồi. Còn trong đây là tiệm Express. Đây, em đi dài ở đây hết. Cô chú và anh chị coi. Bên đây thì cái tiệm lớp bán đồ coi cũng được lắm. Màn hình nếu mà có hơi lắc lắc của cô chú và anh chị thông cảm giùm em nha. Tại vì hôm bữa em bị trẹo cái chân tới nay chưa hết nên đi còn cành nhắc cành nhắc. Vui nha cô chú và anh chị. Đây họ cũng trang trí ở đây nè, nhìn dễ thương ghê luôn cô chú và anh chị. Còn ở đây là tiệm Thinh nè, toàn là bán mấy cái đồ đồ của phụ nữ rồi này nọ nè. Thấy cũng trong tiệm này thì cũng không có đông lắm nha cô chú và anh chị. Nếu mà ở trong cái mall này á, mà mấy ngày cận lễ giống như vậy nè cô chú và anh chị, mà cái số lượng người đi như vậy nè, là so với những năm trước á thì nó là quá ít. Tại vì thời buổi này cũng Covid nó cũng còn rất là nguy hiểm lắm cô chú và anh chị, nên là người ta đi so với những năm trước á, thì cũng không có được nhiều lắm. Cô chú và anh chị nhìn họ trang trí rất là đẹp. Còn ở trong đây nè, tiệm hiệu Abercrombie. Bên kia thì bà Na nè. Còn trong đây là hiệu H&M nè cô chú nha anh chị. Đồ bán quá chừng quá đất luôn. Đây. Mấy cái áo cũng dễ thương lắm. Dưới đó là tiệm Macy nha cô chú và anh chị. Còn bên này là Crate and Barrel. Đi vô Macy thưởng chút coi là người ta bán được nhiều không nha cô chú và anh chị. Coi thử có sale nhiều không. Chắc là nãy giờ em đi á, em nhìn vòng vòng á, là em thấy là cũng không có mấy cái bảng sale nhiều đâu.
trong mê xì thì đồ bày bán hôi muôn trùng luôn, là con chú nhà anh chị. Mấy cái mỹ phẩm, mấy cái dầu thơm đồ này nó quá chừng luôn nè. Đây còn là dầu thơm không nè con chú nhà anh chị. Bên đây những cái hộp quà người ta gói rất là đẹp luôn cô chú và anh chị, cái này chị hoa này cô chú và anh chị, dễ thương dễ sợ luôn. Còn bên đây là Chanel nè cô chú và anh chị. Đây những cái hộp quà rất là đẹp. Đây cái này quý cô mình thích lắm nè. Còn bên đây thì YSL quá chừng luôn. Trong đây thì thôi á, là dầu thơm rồi mà son phấn rồi là thơm muôn trùng. Ở đây cũng có cái một cái tiệm trà sữa nhỏ nhỏ ở ngoài này này của cô chú và anh chị nè. Đây là tiệm trà sữa Gong Cha nha. Đây. Còn thuốc ở dưới đó, cô chú và anh chị, đó là tiệm bán đồ ăn quét nền, ở trong đó lớn lắm đó cô chú và anh chị, vừa đi shopping mà vừa mua đồ ăn luôn, cũng một chỗ thôi đó cô chú và anh chị. Trong đây toàn là bán đàn cầy không nè cô chú và anh chị. Cái hiệu đàn cầy này rất là thơm nha. Đó, cái hiệu Yankee Candle này là cô chú và anh chị, đó, rất là thơm. Trong đây thì tiệm này cô chú và anh chị bán nữ trang nha. Ở đây cô chú và anh chị, em đi ngang lại cái chỗ hồi nãy có mấy cây thông Noel rất là đẹp nè. Chỗ này người ta đứng ta chờ để mà chụp hình Noel với ông già Noel nè cô chú và anh chị. Đẹp dễ sợ ha, quá đẹp luôn. Còn bên đây thì cũng có tiệm bán kiến, rồi tiệm bán dược thơm. Đó, tiệm cái mall này lớn lắm nha cô chú và anh chị, cái gì cũng có trong đây hết. Thì bây giờ em sẽ xuống một đi xuống với là một cái khu mà bán còn là gió hiệu đồ không biết dưới đây nha cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị coi nè, làm đẹp dễ sợ ha. Đó, cao lên luôn, đẹp lắm. Còn cái khu này thì có mấy hiệu này nè cô chú và anh chị. Xong rồi đây bán tiệm kiến, nếu mà hơi tối thì cô chú và anh chị thông cảm giùm em nha. Trong cái tiệm Chico này nè cô chú và anh chị, nhiều cái đồ cũng đẹp lắm, em cũng thích mua đồ trong đây lắm. Để anh chị, mà thấy so với những năm trước thì người ta đi rất là ít nha cô chú và anh chị. Trong đây thì có cái chỗ xe Tesla. Trong đây có một chiếc Tesla ở trong đó nè cô chú và anh chị. Đây xuống dưới cái khu này thì là tới mấy cái khu đồ hiệu ở cô chú và anh chị. À, cô chú và anh chị coi nè. Chỗ này là toàn là bán toàn là mấy cái xu, mấy cái đồ vest của men không nè. Đó, mấy anh nếu mà cần nè, mấy chú mấy anh cần đồ vest thì tới đây. Tiệm lớn lắm luôn á cô chú và anh chị. Còn ở phía trên đó là Nordstrom. Đây trong đây là Nordstrom nè cô chú và anh chị. Đây. Còn tiệm này là cô chú và anh chị Louis Vuitton, quá chừng luôn. Người ta cho
mấy người vô một lần á cô chú và anh chị, với người ta không có cho mình vô hết đâu, nhưng mà cũng không có người đứng ở ngoài để mà dòm hay gì. Cô chú nhìn chị, đây có tiệm J Crew, rất là đẹp. Đây thì cũng có Michael Kors, cô chú và anh chị anh. Có nhiều tiệm rất là đông khách và có nhiều tiệm cũng nhắn quay hình như cô chú và anh chị. Xuống tới cái khu này, cái khu đồ hiệu không, đồ mắc tiền không. Đó nên là người ta đi không có đông. Ở dưới đây cô chú và anh chị nhìn coi nè. Nhìn thấy nhắn que luôn. Dán dễ sợ, dán luôn á cô chú và anh chị. Đây cái tiệm này là cái tiệm đồ Tory Burch. Mấy cái này là cô chú và anh chị em thấy là cô chú và anh chị nên là mấy cái hiệu này trong đây có nè, giống như Tory Burch, Chico thì mình nên là đi vô mấy cái outlet đó cô chú và anh chị. Đó, ở dưới thì Neiman Market. Cô chú và anh chị coi nè, nhấn quay không có ai hết trơn, mà cái khúc trên hình nãy lại đông. Đây, ở đây có cây thông nè, trang trí cây thông nè đều rất là đẹp nha. Để em xây vô đây em quay cái cây thông này cô chú và anh chị coi. Đây, hai bên có hình như là cái này là deer hả, hai chú nai ha cô chú và anh chị. Đẹp hết cô chú và anh chị ha. Đây là ở trên trần nè, trên lầu của cô chú và anh chị. Đó, cái này đẹp ghê không? Đây, ở đây là Neiman Market nè cô chú và anh chị. Neiman Markets. Mà cô chú đó là một cái tiệm đồ hiệu bán cũng rất là nhiều mặt hàng đa dạng á. Mà cô chú và anh chị ơi, dưới đây nó giống quay à. Rồi đây cũng tiệm vàng Tiffany Co. Đó, mà giống quay luôn cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị coi nè. Khúc này leo ngoe có vài ba người à. Thấy ghê quá. Thôi em đi lên trên cái khúc kia nha. Cái khúc này toàn là gian hàng, mấy cái gian hàng nổi tiếng mà xa xỉ đó cô chú và anh chị. Nên là người ta bây giờ cũng ít đi khúc ở phía dưới này, người ta trên kia nhiều. Thì thôi bây giờ em trở về phía bên trên kia để em quay ở trên lầu cho cô chú và anh chị tham quan ha. Đó, coi mình coi có thấy cái gì mình mua được hay không. Ở đây họ để mấy cái đồ về nè cô chú và anh chị, rồi người ta để mấy cái giỏ lên để mà người ta decorate, người ta trưng bày đó. Nó nhìn thấy ngộ ghê á. Đây là cái khu Nordstrom. Thì bây giờ tiệm Louis Vuitton đó cô chú và anh chị thì có được vài người đứng ở ngoài đang chờ vô trong để mua đồ đó cô chú và anh chị. Bây giờ thì em sẽ lên trên lầu ha, mình coi ở trên lầu mình có cái gì nha cô chú và anh chị. Nordstrom ở trên lầu mà cũng vắng que luôn cô chú và anh chị ơi. Tính ra đây mình còn có một tuần nữa là Noel rồi mà cô chú và anh chị coi nè. Đó, vắng que luôn ở trong đây nè cô chú và anh chị. Nhưng mà họ trang trí rất là đẹp đó cô chú và anh chị ha. Đó, có thảm đỏ nữa nha cô chú và anh chị. Tiệm ở trong đây thì cái gian hàng này, cái tiệm này là bán mấy bộ đồ thể thao. Còn là đồ thể thao không nha cô chú và anh chị. Đây là Active for Active Art Forever 21. Đó, những cái bộ đồ thể thao cũng nhìn thấy cũng đẹp lắm cô chú và anh chị. Thì bây giờ là
Em đã lên ở trên lầu rồi. Đây, em quay qua cảnh xung quanh ở trên lầu của dưới nha anh chị. Thì bây giờ là cũng là 4 giờ mấy chiều rồi nha cô chú và anh chị. Đó, còn đây cái này ở dưới, ta cũng đi shopping. Nhưng mà giống như em nói hai khu vậy đó. Thì cái khu mà đồ hiệu thì nó rất là vắng. Cái này họ trang trí rất là đẹp đó cô chú và anh chị ha. Em thì đi lại cũng khoái quay mấy cái cảnh này nè. Ở bên đây thì có cái tiệm The North Face. Thì những cái áo lạnh ở trong đây nè cô chú và anh chị, mình mua thì giá nó cũng hơi cao ha. Nhưng mà nó nhẹ lắm, mình mặc vô nó nhẹ, dễ sợ nhẹ luôn, nhưng mà nó rất là ấm. Đó, nhưng mà cô chú và anh chị biết những cái mặt hàng mà của cái hiệu này nè cô chú và anh chị, là cô chú và anh chị biết ha, là nó có lifetime warranty nha cô chú và anh chị. Nhiều khi mình không có biết á, nếu mà nó có rách hoặc là nó có xúc chỉ hay là nó hư bất cứ cái gì thì cô chú và anh chị nhớ đem tới đây, đem tới đây rồi ta sửa lại miễn phí cho cô chú và anh chị, họ không có lấy tiền của cô chú và anh chị. Đây thêm một cái tiệm quần áo thương hiệu này nè cô chú và anh chị. Em thấy nó đề bảng là ở ngoài này thì khoảng chừng là nó nói là đến 70% off. Nhưng mà em chưa bao giờ vô cái tiệm đó nên là em cũng chưa có biết nữa. Rồi ở đây thì cái tiệm Zara. Mà Zara trong đây là đồ của con nít nha cô chú và anh chị. Em bây giờ là em đang ở trên lầu. Chỉ có cái khúc mà hồi nãy em mới bước vô cái cửa kia đó thì em thấy là đông thôi, chứ còn mà em đi vòng vòng á, so với mọi năm á là năm nay rất là vắng. Đó, bây giờ tính ra là cũng gần 5 giờ chiều rồi. Đó mà thì cũng còn chợ cũng rất là vắng nha cô chú và anh chị. Thì cái nền kinh tế của Mỹ năm nay em thấy như vậy á, thì thấy ngon mòn cũng là không có đến được khá giả gì đâu. Đó, tại vì Covid bây giờ vẫn còn mà cô chú và anh chị, mà bây giờ thêm là cái chủng mới nữa thì không có biết cái nạn Covid này tới chừng nào mới hết đây. Thì hôm nay nhân dịp gần lễ Noel thì em quay một cái video clip ngắn này để em mời cô chú và anh chị cùng đi moi với em, thì mình coi thử coi thì Noel năm nay người ta đi chợ có đông không nha. Dân Mỹ rồi họ có đi chợ mua sắm cái gì nhiều không nha cô chú và anh chị. Trong đây thì nhạc thì hơi ồn ào một chút nên là cô chú và anh chị cũng thông cảm giùm em ha. Thì em chỉ quay sơ xung quanh để cô chú và anh chị đi chung với em coi một chút xíu cho đỡ buồn ha. Thì video cũng tạm dài rồi, thì em cũng không quên chúc cô chú và anh chị một buổi tối luôn an lành và hạnh phúc bên cạnh người thân của mình nha, mà nhất là sức khỏe ha, sức khỏe của những thành viên trong gia đình của mình lúc nào cũng mạnh khỏe nha cô chú và anh chị. Em xin chào cô chú và anh chị và hẹn gặp lại nha.